Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop KingRob. Bạn chỉ cần ghi kingrob.com thôi là ra cái shop liền nha bạn. Thì shop có những trò chơi như là nổ hũ nè, vòng quay may mắn nè, và hay nhất đó chính là đu top nha bạn. Bạn chỉ cần đu top thôi là có thêm phần thưởng nè, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Thì nhớ nhớ ủng hộ shop hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Luôn xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn với channel của mình là Ly đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục review nha bạn. Thì mình hôm nay mình sẽ trước khi review á thì đội game này mới vừa update thêm hai cái Genkai mới nha bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đó chính là Genkai Clay với cái Genkai gì á bạn ơi, đẹp lắm. Hai cái như một cái 2% với một cái một phẩy mấy phần trăm á, mới vừa ra luôn, mới vừa update luôn. Và cái code có code mới luôn, và cái code mình sẽ để dưới phần link mô tả nha bạn. Thì code đó là 30 lần quay luôn nha, cái đó là như là 190 Clay á bạn đó, được 30 lần quay luôn. Thì các bạn cứ nhập vô và quay kiếm hai Genkai mới cho đã nha bạn. Rồi thì giờ mình sẽ tiếp tục trở lại chuyên mục review nha bạn. Mình sẽ review con mắt của Hinata nha bạn. Đó, nhân vật nữ mà mình thích nhất trong phim, cực kỳ dễ thương luôn đó, Hinata nha bạn. Đây Hinata, và cái độ hiếm của con mắt này cũng mấy bạn cũng biết rồi đó, cũng 1% ngang Sharingan và những cái khác luôn, cực kỳ hiếm nha mày. Đây ôi từ từ để mình nhận nhiệm vụ đã, quên quên lấy chiêu ra các bạn ơi, quên review không bỏ chiêu vô là toang rồi. Đây đây đây, bỏ chiêu vô hết rồi, ba chiêu nha mày, với lại mình bỏ thức tỉnh vô luôn nha. Đó mấy bạn level 600 sẽ được equip là thức tỉnh nha mày. Đó rồi giờ mình đi đánh quái đây. Go go go. Từ từ. Giờ mình thử vô cái cột mấy bạn, cái quái là mười mấy phút còn dư lâu lắm. Giờ mình thử vô cái cột trước nha. Giờ mình thử chưa N trước hai bạn, N nè. Wow, bạn thấy không? Tạch 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 tạch. 4.000 4.000 4.000 không luôn á, đã thiệt. Đó, xong rồi tới chiêu B nha. Chiêu B sẽ như vậy. Đó quay. Ui, à cái cuối tới 15.000 lận bạn ơi. Mình cứ tưởng là có lần có mấy trăm gì yếu. Nhưng mà nổ phát cuối tới 15.000 lận, bạn thấy không? Đó. Nổ phát cuối tới 15.000 lận nha. Đây chiêu N chưởng lại nữa là coi nhiêu đam đây. 1 2 3 4. 4 à. Nếu 4 là có 16.000 máu à, ít quá vậy. Thôi mình đếm không kỹ ra, còn mình thử là chiêu B cái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 lần 400 là 4.000, còn 15.000 có 19.000 hả ta? Ý trời ơi, yếu chưa, yếu quá. Nhưng mà kiểu cái này chắc dùng combo nhanh hay sao bạn ơi. Nhất là cái chiêu B nè, cái chiêu mạnh nhất này bạn, cho bạn coi nha. Đây. Đó bạn thấy không? Hồi đã không? Đúng kiểu muda 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 luôn. Bật cái dòng lên xong muda 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 muda, đá. Đã thiệt chứ. Đó. Mà đây, mình thử lại cho bạn coi nha. Đây giờ đấm quái đúng không? Đấm N nha. Đó, bạn thấy đã không? Rồi tới chữ B quay nè. Đó, văng hết ra liền, còn bắt lẻ là gì nè. Ủa bạn thấy máu rút kìa. Ui 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 ui. Đấm máu trừ đã không? Ấy vậy? Ấy cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở cái gì mà đấm văng lên văng xuống ghê vậy? Ủa quái nó biết combo ấy bạn ơi. Đấm mình văng lên xong thằng kia nhảy lên đập xuống, cái đấm văng lên thằng kia nhảy lên đập xuống. Vãi thì quái gì ghê vậy? Đi ra. Tiếp đây quay văng hết liền nè, bắt lẻ tiếp nè, ai vô đá banh sát liền. Ui da ui da ui da ui da, ủa cái nút nào nhảy lùi ra ta? À ít hèn chi, né liền né liền, đẩy ra tiếp nè. Hư ủa hết hết chaka rồi bạn, hết năng lượng rồi, chết một phải không? Quay tiếp nè. Đấy. Chết hai luôn, giờ ớt nè, giờ mình bắt bắt vô đấm solo là chết một con nữa nè. Đó mày thấy đã không? Từ từ con này nhiêu? 42.000 đúng không bạn thấy nha, từ từ để mình để chiêu V cho bạn coi nè, đã lắm. Chiêu V đấm cái như chết luôn á. Đây mình đang đợi chiêu V hồi đây, sẵn còn Chaka luôn. Rồi đấm mình chạy mặt rồi bạn ơi. Đấm mình chạy mặt rồi. Vãi thiệt. Nè mở mở vòng lên nè. Hư, ôi trời 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 trời.
Buda. Ủa không chết à? Còn nhiêu máu còn nghẹt? Còn 3.000 máu. Ủa nãy 42. Ủa vậy đam cái này có ba mấy ngàn các bạn ơi. Trời ơi chán vậy. Ôi để mình đi ăn mì nha mày. Mình đi ăn mì đấy. Toan rồi. Mì. Không hồi máu thôi bạn ơi. Ui hết hồn tưởng hết nhiệm vụ luôn chứ. Đây sẵn nhận cái nhiệm vụ đây luôn. Đó. Ăn mì. Ý. Đây. Ăn đi. Thiệt. Nãy mình cũng nhập vô rồi mình quay 30 lần các bạn. Tìm không ra cái hai cái Genkai mới các bạn. Đẹp lắm. Hình như một cái Genkai có chuyện hồi con rồng lên nữa. Ba cái hay hai cái mình không nhớ nữa ta. Hình như ba cái không ta. Ba cái có chuyện hồi rồng cái kiểu nó đẹp lắm các bạn. Mà mình mở không ra ta, nãy giờ mình quay 50 lần luôn á. Quay không ra là không ra. Rồi, bây giờ mình sẽ gồng cái con mắt lên nha các bạn, đây. Nè. Đó, bạn thấy không? Đã không? Mình không biết cái C1 là cái gì các bạn, đó, cái chùi con mắt là cái gì ta. Cái này thì mình không có biết ha. Đó. Thì búp là búp lên 1.000 1.000, 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
chỗ thức tỉnh đó mày. Chứ búp cái con mắt này cũng không có ngon lắm. Búp con mắt này thua con mắt dấu trừ nữa mà. Rồi. Rồi thử tăng đam lên nè. Nãy 4.000 đúng không? Giờ 4.800 nha các bạn thấy không? Đã chưa? Giờ quay nè. Nổ cái nhựa. Chết rồi, ôi chết rồi. Hứ, vô đây. Buda 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 buda. Ui, xém chết luôn phải không? Giỡn. Bú đá cho chết bây giờ đó nha, chạy đi. Ui da. Ôi, đợi chiêu hồi lâu thiệt luôn các bạn ơi. Chiêu của Hinata lâu quá. Toan thiệt. Quay. 18.000, ô cái pha kết thúc tới 18.000 luôn nha các bạn. Nhiều phết. Nè nè nè, này này được nè. Hư mu da mu da mu da mu da mu da mu da. Ui dồi, trời 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 trời. Vãi thiệt mu da. Đấm mình văng mút chỉ luôn. Để mình giật điện ra. Giật điện đi. Lì. Một em. Hai. Rồi giờ con này solo mới đã nữa mày. À quên, mình bỏ mấy cái thuật vô nữa ha. Quên. Như nằm bên đây nữa mày. Nè. Bỏ cái thuật vô mới được. Này nó tê. Đây dưới này nó qua. Phân thân của mình đâu rồi đây. Rồi. Đó, phải để phân thân nó mới đã. Rồi này như máu. 130.000 máu nha bạn. 130.000 máu đúng không? Giật điện. Tê người. Đẩy gian. Quay. Còn nhiêu? Rồi bất. 50.000 đúng không? Đấm. Đấm còn 10.000 rồi, 50.000 đúng không? Lên được hình như là ba mấy còn 40.000 đó bạn ơi. Lên được ba mấy còn 40.000. Cái này còn hơi cùi nha bạn, chứ chưa gọi mạnh lắm. Lát hồi mình sẽ thức tỉnh lên C2 cho bạn coi. C2 coi mạnh cỡ nào nha. Chết liền chứ. Rồi. Đi thôi, giờ nhận nhiệm vụ tiếp. Đây C2 nha bạn. Đây. Đó. Các bạn thấy đã không? C2 búp lên luôn nè. Búp lên luôn. Nhưng mà mình không biết cái răng đam lên. Búp đánh thường tăng thì đúng rồi. Tại vì có búp mấy bạn nhìn nè. Tại giờ mình về C1 nha. Đó, búp cái tay đánh thường á. Thì tăng đam tăng là đúng rồi. Nhưng không biết mình có hiệu ứng hay là giật điện gì từ hai cái bàn tay rồng này không nha các bạn. Đó, hai bàn tay rồng nè. Tiếp, đâu, ở đâu. Trời ơi, sự túng bên đó dữ vậy. Hai bàn tay rồng. Đẹp không các bạn, đẹp vãi. Rồi. Giờ mình sẽ chạy nhanh tới nha các bạn. Dùng thuật chạy nhanh. Đó, chạy một phát tới liền luôn. Rồi bây giờ đánh thử nha các bạn. Hỏi bạn nghe tiếng đã không? Nghe tiếng giật điện không? Đó, rất là đã luôn nhưng mà. Đây từ từ. Nãy còn nhiêu máu? 66.000 mà mình bật mình đánh thử rồi.
cho 6 đánh đánh còn 26 là 40 ngàn rồi bạn ơi. Ô, ui, đấm chết luôn kìa. Các bạn thấy đánh thường đã không? Đánh thường mà con quái nó không đụng vô mình được luôn á. Hả? Hay bị lỗi vậy? Con quái nó không dí quýnh mình luôn á. À, nó có dí quýnh mà nó kiểu bị gì vậy? Này ba mấy ngàn cái này mới đã nữa bạn. Nè bật nè. Đó. Giỡn, Muda tới chết. Muda tới chết luôn. Rồi thì bạn có gì bạn nào mà mở được cái hai cái mà game cai mới ra nhớ comment dưới nha bạn. Ủa để mình reset cho đây lại nha bạn. Mình xui quá mở không ra hai cái game cai mới luôn á. Để review cho bạn coi. Xui quá. Để có gì mình vô ạc thằng bo hay thằng sơ hay để mình sơn cutel nha mày. Vô coi mở ra không lấy review cho bạn coi chứ mình quay hết rồi không ra. Ô có boss này, có boss này. Mình phải chắc tự để tự quay các bạn ơi, mình đụng tay vô lát thôi ạc xui á. Ồ Minato luôn hả? Ghê vậy. Rồi mình sẽ trở lên dạng 3 cho bạn coi ha. Đây. Đó bạn thấy đã không? Tay hổ nha. Không có dạng 4 nè, mình bấm dạng 4 không có được. Giờ có dạng 3, dạng 2 à. Đó, dạng 2, dạng 3. Bạn thấy đã không? Búp tăng luôn nha, búp tăng nhiều lắm luôn á. Hơn 8000, 4000 luôn kìa. Vãi thiệt búp. Kinh dị. Có máu thì không có nhiều lắm thôi. Rồi đi thôi. Ở đó đúng không? Dùng thuật ẩn thân mình của sương mù nữa mày. Chạy cực kỳ lẹ. Đó. Chạy cực kỳ lẹ luôn. Rồi. Chuẩn bị nè. À quên, mình quên bấm nút C hả bạn. Nút C là gì đây? À vậy cái này không có chiêu nha bạn. Bấm nút C không có chiêu. Mình tưởng cái này có chiêu chứ. Đó chơi. Ôi 1 triệu máu hả? Gì ghê vậy ông anh hai? Ủa đẩy cái 5000 không á. Ghê chưa? Giờ đánh gì? Ui tôi bu đau đá. Ui mình quánh mà con quái nó không kịp làm gì mình luôn á bạn. Ghê không? Rồi thôi nó làm gì được mình được rồi. Nó làm gì mình được rồi. Đó, mấy bạn mà cứ nhấp liên tục vậy á, quái không làm gì được luôn á. Đó bạn thấy không? Chém chúng mà vẫn bị mình đánh chúng nè. Có chịu giải. Rồi đánh chúng mình rồi, toàn rồi. Quay. Nè, Muda lên liền. Giỡn, hai dạng tiến hóa à bạn ơi. Cái này có hai dạng à. Ui. Sao ui gì vậy? Ghê vậy? Ôi từ. Chạy. Di quýnh ghê quá. Ừ, đẩy văng. Ai da. À, con này quăng hay các bạn, quánh mấy phát xong rồi quăng cái phi tiêu xong rồi dịch chuyển tới quánh luôn á. Ôi chết rồi. À tự dịch chuyển vô chúng, hợp lý rồi đó. Biết chơi đó. Bật hụt dịch chuyển vô chúng. Từ từ để gồng cha ca cái, từ từ bình tĩnh. Nè, chơi tiếp nè. Hư. Ui da. Ui. Ui dồi. Ui dồi. Đây. Vô chỉ vô. Ôi chuyển sớm đi. Không dịch chuyển sớm gì hết. Không được rồi. Bởi vậy. Ui. Cái gì vậy? Giỡn. Cái tiếng đấm nghe đã mà các bạn nghe đã không? Queo á. Ôi mất chiêu luôn. Vãi thiệt. Dịch chuyển điện đứng đó đi. Còn nhiêu máu vậy? Còn 200 mấy ngàn lần à. Nhiều vậy. Ừ. Đỏ máu trừ à. chỗ vắng kìa. Vãi văng xa. Ui. Khó chịu vậy. Văng xa giải. Ôi mất. Mất chiêu luôn. Quăng phi tiêu độc. Ồ quăng hụt rồi. Chạy. Khe lửa. Đã. Đã chưa? Từ hết năng lượng các bạn. Để năng lượng xong mình hồi mình xài cái chiêu V kết liễu mới đã. Đấm xong ăn luôn mới đã thì mình thích kiểu vậy hơn. Nhiều. Còn nhiêu vậy? Ơi chết rồi, đấm lố rồi. Giỡn. Rồi, ý, rớt luôn nè. Mình có rồi. Rồi thôi chắc mình review cho bạn kết thúc tại đây ha bạn thì
các bạn nào muốn mình review cái Genkai nào nữa thì cứ comment dưới nha bạn. Nhưng mà cái Genkai nó mình phải mở ra được nha, khó quá. Kiểu cái số mình nhỏ nữa, hơi lắm mới mở ra được cái 1% này đó bạn. Rồi thì có gì mình sẽ quay ra được review tiếp cho các bạn ha. Thì các bạn nào thấy hay nhớ like, subscribe kênh mình và nhớ bấm cái chuông thông báo cái bên á, để mỗi khi mình ra clip các bạn xem, người xem đầu tiên ha. Bye bye.